Xin mời quý vị khách quý, đại biểu, các ca sĩ chúng ta hướng về sân khấu đón nghe một nhạc sĩ đến từ quê hương Thanh Hóa, một đường xa, xa xôi rất xa, nhưng anh đã bớt chút thời gian cùng về đây tham dự với chúng ta, với thầy giáo đến từ Thanh Hóa, với ca khúc Chúc Em Bên Người. Xin mời cả yêu chúng ta cùng đón nghe.
Vâng, quý vị anh chị vừa thưởng thức xong với tiếng sáo của anh Đình Chiến đến từ quê hương Thanh Hóa, rất mượt mà phải không ạ?